Phong trào người tốt, việc tốt tại thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành nếp văn hóa, bản sắc riêng, không chỉ tô điểm mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển của mảnh đất là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế lớn của cả nước. Để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi chính quyền, hệ thống chính trị, các chi bộ cùng chung tay thực hiện 90 việc tốt giúp dân. 90 việc tốt sẽ được thực hiện liên tục trong 90 ngày với các nội dung như cùng đoàn kết phối hợp tuyên truyền phòng chống tốt dịch COVID-19, thực hiện người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước. Trên cơ sở là năm nay đã có rất nhiều cái hoạt động kỷ niệm các cái ngày cách mạng lớn của đất nước cũng như là chào mừng đại hội đảng các cấp từ trung ương cho đến địa phương. Do đó là chúng tôi là có ý tưởng là sẽ thực hiện tất cả những cái việc gì tốt nhất cho nhân dân. Do đó chúng tôi là xây dựng và đề ra cái việc thực hiện 90 việc tốt giúp dân trong 90 ngày. Phong trào 90 việc tốt giúp dân là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảng và phong trào đoàn thanh niên, tập trung vào công tác giáo dục, tuyên truyền bằng những hoạt động thiết thực giúp người dân phấn đấu trở thành những công dân văn minh, gương mẫu. Đó là cái điều mà chúng tôi rất là cảm kích, rất là phấn khởi. Thấy được là đảng đang lo cho dân. Đó là cái điều mà chúng tôi mừng nhất và hưởng ứng tích cực. Thì hưởng ứng ở đây là hưởng ứng bằng cái sức của mình, bằng cái việc làm của mình. Mà cái thiết thực nhất tức là không xả rác ra đường, thực hiện những cái điều mà chính phủ yêu cầu. Đeo khẩu trang, rửa tay sạch, không tụ tập đông người để cho dịch lan rộng mà có hại. Cho nên là những cái việc này là những cái việc không có lý do gì mà chúng ta không làm. Thông qua nhiều việc làm thiết thực, tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, phong trào 90 việc tốt giúp dân đã được lan tỏa trong cộng đồng, lôi cuốn được sự tham gia của mọi đối tượng, thành phần, lứa tuổi, từ người cao tuổi đến các cháu đoàn viên thanh niên. Qua đó khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, ý thức tự giác, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội của cán bộ và nhân dân.